Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự, các vụ án, vấn đề pháp luật, trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất. Đi giao mì tôm, thiếu nữ 16 tuổi bị khách xâm hại. Người phụ nữ bị nhóm 5 người đánh đập, lột quần áo, quay clip rồi tung lên mạng. Bắt nam thanh niên giết người giữa đường ở Hà Nội. Nghi phạm truy sát cả gia đình ở Bắc Giang liên tục tìm cách tự tử. Ba nữ quái lập 2 công ty ma gây thất thoát 100 tỷ tiền thuế. 4 người tụ tập ăn hủ tiếu bị phạt 65 triệu đồng. Khởi tố đối tượng chửi bới rồi dùng sắt đâm cán bộ tại chốt kiểm dịch. Mới đây, Nguyễn Viết Xuân sinh năm 1992, trú tại Đắk Som, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Gờ Long, Đắk Nông phê chuẩn quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi giở trò đồi bại đối với trẻ em. Thời gian gần đây, Xuân làm quen và tỏ tình với Nguyễn Thị Phương Loan, sinh năm 2005, trú cùng xã nhưng không được chấp nhận. Biết nhà cháu Loan bán tạp hóa nên khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 8, Xuân đã nhắn tin qua điện thoại, giả vờ mua hàng và nhờ cháu Loan giao một gói mì tôm đến nơi ở của Xuân. Tại đây đối tượng đã khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu. Gia đình nạn nhân đã đến công an xã Đắk Som để trình báo về sự việc. Nhóm 5 người đột ngột xuất hiện khống chế đánh đập, lột mũ bảo hiểm, quần áo trên người bà Lợi và quay clip tung lên mạng xã hội. Mới đây, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Lợi, 42 tuổi, trú thị trấn Gio Linh bị nhóm người đánh đập, quay clip làm nhục rồi phát tán lên mạng xã hội. Trước đó, bà Lợi đã có đơn trình báo đến Công an huyện Gio Linh để tố giác hành vi bắt giữ người và làm nhục người khác. Thông tin ban đầu ngày 10 tháng 7, tại tuyến đường liên thôn thuộc xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, bà Lợi ngồi trên xe máy của mình và có nói chuyện với ông Lê Văn Linh, 43 tuổi, trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, cũng đang ngồi trên xe máy của ông Linh. Bất ngờ có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến rồi chửi bới. Nhóm này sau đó khống chế lột hết áo quần và đánh đập bà Lợi để cho người khác quay clip. 2 người đàn ông trong nhóm cản trở những người dân có ý định ngăn cản vụ việc. Người dân sau đó đã gọi công an xã Gio Mỹ đến hiện trường và đưa nhóm này về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, trên mạng xã hội sau đó xuất hiện đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại toàn bộ nội dung vụ việc với ý đồ sỉ nhục bà Lợi. Công an huyện Gio Linh đã xác định được 3 người phụ nữ trong nhóm đánh đập bà Lợi, gồm Bùi Thị Trang, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Nhi, cùng trú tại xã Gio Sơn. 2 người đàn ông đi cùng với 3 người phụ nữ này hiện đang được xác minh danh tính và chỗ ở để tiếp tục làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1994, trú tại xã Bích Hòa để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan công an, khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 8, sau khi uống rượu ở nhà bạn, trên đường đi bộ về, Nguyễn Tiến Hưng và bạn gặp anh HML, sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng, đang chở con trai đi ngược chiều. Thấy thế, Hưng chặn xe rồi đánh anh L. Anh L đi xe máy về nhà em vợ là anh NTV, sinh năm 1984, trú tại thôn Mùi, Bích Hòa kể lại sự việc. Anh L điều khiển xe máy chở anh T đi ra đường thì gặp Hưng. Hai bên sau đó đã lao vào đánh nhau. Hưng chạy vào nhà một người dân ở gần đó lấy con dao, đâm gục anh T rồi bỏ chạy. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, Hưng ra đầu thú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi gây án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm Nguyễn Hữu Phú đã nhảy xuống sông rồi dùng cây nứa tự đâm vào tai nhưng không chết. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Phú, sinh năm 1968, thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, kẻ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng vào hôm 9 tháng 8, khiến cho ông Nguyễn Viết Chờ, sinh năm 1947 ở cùng thôn tử vong tại chỗ. Bà Phan Thị S, sinh năm 1951, vợ ông Chờ, bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện, xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 9 tháng 8. Theo tài liệu của cơ quan công an, nhà nạn nhân Nguyễn Viết Chờ sử dụng cổng sắt 2 cánh. Mỗi lần đóng mở cửa, cánh cổng bị kẹt, rít nên phát ra tiếng động lớn khó chịu. Thỉnh thoảng khó mở, ông bà Chờ lại lấy vật cứng để đập. Nguyễn Hữu Phú ở nhà đối diện cho rằng gia đình hàng xóm trêu tức mình, cố tình gây tiếng động mạnh nên thường có những lời lẽ khó nghe với gia đình nạn nhân. Lời qua tiếng lại, Phú nuôi hận, luôn có ý định trả thù. Nghi phạm từng nói với vợ và một số người là sẽ chém chết cả gia đình hàng xóm, sau đó sẽ tự tử. Trước khi bị bắt, nghi phạm Phú đã nhảy xuống sông định tự tử, nhưng do biết bơi nên kẻ giết người mãi không chìm mà chỉ uống no nước. Lên bờ, Dũng lẩn vào bìa rừng thuộc thị trấn Nham Biển, tiếp tục thực hiện ý định tự tử bằng cách dùng thanh nứa chọc vào tai. Tuy nhiên, cú chọc mạnh chỉ khiến kẻ giết người bị thương ở vùng tai chứ không chết. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án mạng. Ba nữ quái ở Thanh Hóa lập nên hai công ty ma mua bán hóa đơn trái phép, làm thất thoát tiền thuế của nhà nước lên tới gần 100 tỷ đồng. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty Vận tải Hùng Trang; Đinh Thị Nga, Kế toán Công ty Phương Anh, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Theo tài liệu điều tra, Công ty Phương Anh và Công ty Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 5 đến 8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lợi bất chính. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, Công ty Hùng Trang và Công ty Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước lên tới gần 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Công an xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp tụ tập đông người với số tiền là 65 triệu đồng. Các trường hợp gồm Trần Thị Diễm T, 37 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa; Lê Minh P, 46 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức; Nguyễn Văn C, 52 tuổi và Kha Tâm H, 46 tuổi, cùng ngụ phường 1, về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. 3 trường hợp bị phạt 15 triệu đồng, riêng bà T là 20 triệu đồng. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 8, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xã phối hợp với quân sự tiến hành kiểm tra nhà bà T thì phát hiện có 4 người đang tụ tập nên tiến hành lập biên bản. Qua làm việc, bà T khai nhận vào lúc 8 giờ cùng ngày có thuê bà H đến phụ việc nhà. Đến 15 giờ cùng ngày có rủ thêm ông P và C đến ăn hủ tiếu xào. Tại thời điểm kiểm tra, các trường hợp nêu trên đều thừa nhận nội dung vi phạm như lời trình bày của bà T. Được biết, ngày 30 tháng 7, Công an xã Long Đức cũng đã đến nhà bà T nhắc nhở về hành vi tụ tập đông người và yêu cầu giải tán, nhưng những người này vẫn cố tình vi phạm. Do không xin được cho bạn qua chốt kiểm dịch, ông Trường đã chửi bới và dùng thanh sắt nhọn đâm một cán bộ bị thương. Liên quan đến vụ việc, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Trường, 51 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng này là công nhân thủy nông xí nghiệp Thủy Lợi 4 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình Thủy Lợi Bình Định. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều ngày 3 tháng 8, ông Trương Quang Trường đến địa bàn xã Nhân Lộc để kiểm tra việc cung cấp nước tại kênh, đập, phục vụ cho việc tưới tiêu. Sau khi kiểm tra xong, ông Trường gọi điện thoại rủ ông Nguyễn Hùng, 56 tuổi, trú tại xã Nhân Tân, người cùng cơ quan với ông Trường, đi về cùng. Ông Hùng cho biết không có giấy tờ để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 ở thôn Tân Lập, xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn. Do Trường hứa bảo lãnh nên ông Hùng điều khiển xe máy bám theo sau xe của ông Trường. Khi tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch không đồng ý cho ông Hùng qua chốt, thì Trường lớn tiếng chửi thề, xưng hô không đúng chuẩn mực và có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm những người thi hành công vụ. Một cán bộ công an xã Nhân Lộc yêu cầu ông Trường vào bên trong lán trại để làm việc, nhưng ông này không chấp hành, tiếp tục chửi thề, lăng mạ tổ công tác rồi quay xe định bỏ đi. Thấy vậy, một thành viên tổ công tác chặn lại thì ông Trường rút thanh sắt dài khoảng 60 cm, thanh cầm tay quay để mở khóa đập nước, liên tục to tiếng chửi thề rồi đâm vào bụng thành viên tổ công tác ngã xuống đường. Những người còn lại đã khống chế rồi bàn giao ông Trường cho cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quỳnh Anh rất vui nếu nhận được những bình luận thể hiện quan điểm của các bạn về những vấn đề nóng mà chúng tôi vừa nêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp trên kênh Tin tức Việt.